Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm việc với Đảng ủy trường Đại học Duy Tân về tình hình công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Đảng bộ trường Đại học Duy Tân có 18 chi đảng bộ, 2 đảng bộ bộ phận và 2 chi bộ sinh viên với 268 đảng viên, trong đó có 77 đảng viên là sinh viên. 3 năm qua, toàn đảng bộ giới thiệu 207 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng, qua đó kết nạp 57 quần chúng ưu tú vào đảng. Công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng được quan tâm. Nhà trường đã xây dựng nhiều nghị quyết chuyên đề để nâng cao chất lượng tổ chức đảng. Về đào tạo, nhà trường đã tập trung nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học ngày càng tăng bậc vị trí thứ hạng, khẳng định được thương hiệu uy tín trong cả nước và quốc tế, được nhiều tổ chức thế giới công nhận. Tại buổi làm việc, Đảng ủy trường Đại học Duy Tân kiến nghị thành phố một số nội dung, đề nghị cho nhà trường thuê đất được vay vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện miễn giảm thuế hoặc hoàn thuế đối với các khoản đã nộp để đầu tư cho nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, kiến nghị thành phố tạo cơ chế khuyến khích hỗ trợ hoặc giao đề tài nghiên cứu khoa học để trường tiếp cận trực tiếp nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thông qua việc thực hiện dự án đề tài trên địa bàn thành phố. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những thành tích của trường Đại học Duy Tân trong thời gian qua, nhất là công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đảng bộ trường trong sạch, vững mạnh. Xem đây là cơ sở, nền tảng để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của trường. Tôi đề nghị là Đảng ủy nhà trường triển khai và thực hiện hiệu quả các cái giải pháp về quản lý và tạo nguồn phát triển đảng viên theo tinh thần của chỉ thị 04 ngày 8 tháng 1 năm 2021 và cái kết luận mới nhất, kết luận số 366 ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và phấn đấu để hoàn thành tốt cái mục tiêu phát triển đảng viên mới theo đúng cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Và tôi mong muốn rằng cuối nhiệm kỳ thì Đảng bộ Đại học Duy Tân sẽ là một trong những cái tổ chức đảng tiêu biểu trong khối các trường đại học là phát triển đảng viên mới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn trường Đại học Duy Tân tiếp tục giữ vững uy tín, vị thế và triển khai quyết liệt các giải pháp hoàn thành thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, trở thành trường đại học khởi nghiệp và xếp hạng top 400 đại học tốt nhất châu Á. Đến năm 2030, nằm trong top 30 trường đại học hàng đầu châu Á và top 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới, theo nghị quyết đại hội và tầm nhìn của trường đã đề ra. Tôi rất là muốn là thực sự quan tâm đến các lĩnh vực mà hiện nay thành phố đang là cái vướng mắc đặt ra, mà chính ở những cái cơ quan tổ chức mà chúng ta nếu mà đặt hàng, tức là nêu ra ý tưởng thì sẵn sàng thành phố chúng tôi có những cơ chế để đặt hàng để giải quyết những vấn đề này. Và nếu làm được như vậy thì cái việc chúng ta giải quyết giữa cái nhà trường với lại chính quyền và nâng cao được cái vị thế của nhà trường trong cái việc phục vụ nghiên cứu khoa học để phục vụ cho cái sự phát triển của thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, các sở ngành chức năng và các địa phương liên quan phối hợp hỗ trợ trường Đại học Duy Tân trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết các khó khăn vướng mắc kiến nghị và nghiên cứu các cơ chế chính sách hỗ trợ trường Đại học Duy Tân tiếp tục phát triển trong thời gian đến.